sang giờ phút này thương mau về xúc động này, mời đoàn tăng khách tự yên tăng bình, thành tâm dành giây phút mặc niệm vĩnh biệt cụ xin được bắt đầu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Hùng Cường,
Kính thưa các ông, các bà trong ban chi ủy, chi bộ, các ban ngành đoàn thể của thôn Công Thá. Kính thưa các cụ, các ông, các bà trong thôn, trong xã cũng như ngoài xã. Kính thưa gia đình tăng chủ, cụ Vũ Thị Nhật, sinh năm 1939, sinh quán Cao Đường, phường Nam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, trú quán đội 12 thôn Cao Thá, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cụ do tuổi cao, sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Dần, cụ hưởng thọ 83 tuổi. Đau thương này đến với gia đình cùng chúng tôi thật là vô hạn. Tôi xin thay mặt cho ban tang lễ xin chia buồn cùng gia đình tang chủ. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, ban tang lễ của cụ gồm có các ông bà có tên sau: một, ông Nguyễn Văn Biên, bí thư chi bộ, trưởng thôn là trưởng ban; hai, ông Nguyễn Văn Học, phó thôn, chi hội trưởng nông dân làm phó ban; ba, ông Nguyễn Văn Thái, phó bí thư chi bộ thôn là ủy viên; bốn, ông Phạm Văn Tới, trưởng ban mặt trận thôn là ủy viên; năm, ông Vũ Văn Hợi, chi hội trưởng người cao tuổi, chi hội cựu chiến binh thôn là ủy viên; sáu, ông Nguyễn Văn Quát, chi hội trưởng chữ thập đỏ, công an viên là ủy viên; bảy, bà Phạm Thị Xoa, chi hội trưởng hội phụ nữ y tá thôn bản là ủy viên; tám, anh Nguyễn Văn Luật, chi ủy viên bí thư đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thôn đội trưởng làm ủy viên. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, tôi đã thông qua các ông bà trong ban tang lễ của cụ. Sau đây đã đến giờ làm lễ tri điệu của di quan. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Biên, trưởng ban tang lễ, nên làm lễ tri điệu của di quan cho cụ. Xin mời ông. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho ban thường vụ đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể xã Hồng Cường, kính thưa các đồng chí, thay mặt cho ban chi ủy, chi bộ, cán bộ quân dân chính và nhân dân thôn Cao Xá, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu trong thôn, trong xã và ngoài xã, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa hương hồn cụ Vũ Thị Nhạt. Cụ Vũ Thị Nhạt sinh năm 1939, sinh quán tại Cao Đường, phường Nam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, trú quán tại đội 12, thôn Cao Xá, xã Hồng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cụ do tuổi cao, sức yếu, đã được gia đình, con cháu tận tâm chăm sóc, nhưng do sức đã kiệt, cụ đã từ trần vào hồi 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm Nhâm Dần. Cụ hưởng thọ 83 tuổi. Tổn thất này đến với gia đình thật là vô hạn. Tôi thay mặt cho ban tang lễ xin chia buồn cùng gia đình tang chủ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, tôi xin được tóm tắt tiểu sử của cụ khi cụ còn sống. Cụ Vũ Thị Nhạt sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, sống dưới chế độ xã hội phong kiến và bị thực dân Pháp áp bức bóc lột, chịu bao cảnh siêu cao thuế nặng, cuộc sống cực khổ. Song từ khi có đảng ra đời, cụ sớm giác ngộ cách mạng, nuôi ngặt con cháu trưởng thành theo cách mạng. Cụ đã tham gia vào các phong trào của địa phương như hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ đầu, tham gia vào hội phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi. Cụ luôn chấp hành các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia đóng các loại thuế quỹ đầy đủ. Cụ sinh được 10 người con, 3 người con trai, 7 người con gái. Trong thời buổi đất nước còn chiến tranh nạn nạn, nhân dân vô cùng cực khổ, cụ vẫn luôn cố gắng nuôi dạy các con của cụ trưởng thành. Cụ có 2 người con trai tham gia vào quân đội, cống hiến cho công cuộc
bảo vệ Tổ quốc, đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Các con của cụ luôn là những công dân gương mẫu. Cụ luôn dạy bảo các con, cháu của cụ sống hiếu thảo với bố mẹ, hòa thuận với xóm làng, luôn chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đến nay, do tuổi đã cao, sức đã kiệt, cụ đã vĩnh biệt chúng ta. Gia đình mất đi một người cụ, người bà, người mẹ đáng kính. Bà con nhân dân trong thôn mất đi một người công dân tốt. Kính thưa gia đình tam chủ, thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong giờ phút vĩnh biệt này, tôi thay mặt cho ban tang lễ cùng tập thể cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Cao Xá luôn đoàn kết phấn đấu xây dựng thôn nhà trở thành nông thôn mới, nâng cao kiểu mẫu, mạnh về kinh tế, ổn định về an ninh chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Để tưởng nhớ trước hương hồn của cụ khi cụ còn sống, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân dành một phút mặc niệm vĩnh biệt. Phút mặc niệm bắt đầu. Mời một vị đại diện gia đình nên có lời cảm tạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, trong thôn, ngoài xã, kính quý. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc xã cùng toàn thể. Cùng toàn thể các ban ngành, các ban ngành trong thôn ngoài xã. Qua một thời gian lâm bệnh, được sự chăm sóc của gia đình với sự tận tình của các y bác sĩ cứu chữa, nhưng bệnh không qua khỏi. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng lúc 6:30 ngày 9/9, tức ngày 14/8 năm 2022. Được sự quan tâm của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các ban ngành trong ngoài xã có lòng đến kính viếng mẹ tôi và tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Sau khi được mẹ tôi mổ yên mà gặp, kính mời các ông, các bà cùng toàn thể gia đình hương hưởng cơm nhạc cùng toàn thể, cùng gia đình xin lời cảm tạ và cảm ơn. Trong lúc tham gia bối rối có rất nhiều điều sơ xuất, xin các ông, các bà nội ngoại cùng toàn thể bà con tôi là tha thứ. Tôi xin thay mặt cho ban tang lễ xin công bố đã đến giờ di quan thi hài của cụ về đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển, Hà Nội. Hài cốt của cụ được đưa về an táng tại nghĩa trang nhân dân thôn Cao Xá, xã Hồ Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau đây xin mời các con cháu cụ vào bên trong để đi quan đưa thi hài cụ ra trên an. Thưa hương hồn mẹ hiền vô cùng tình quý,
mẹ hiền những tình thương ơn. Đúng chiếc di ảnh của mẹ giờ phút được đích này đây là những bé hứng chờ tắt tỏa khói buồn bay út cùng với những giọt nước mắt đang lăn dài trên những gò má thân thương. Mẹ hiền những tình thương ơn. Mẹ ơi giờ đây đứng trước di ảnh của mẹ, tay các con của mẹ chỉ biết chân tay ngang đỏ mà lệ sầu tuôn rơi. Thương mẹ lắm mẹ ơi, thương mẹ giờ này các con của mẹ chẳng biết làm sao, chỉ biết mượn ngọn kèm tiếng trống của đoàn hồi xin được cốt tiếp được mẹ với bản nhạc lòng mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa đại diện, tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên các bạn cũng gửi lời tham kính, lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất của chúng tôi. Để tạo thiên tiết của Vũ Thị Nhạc, xin mời tạm biệt dành một phút mọc điểm cũng để cổ phút mọc điểm bắt đầu. Thank you.
chứng kiến hiệu ứng cữu hồ Vũ Thị Nhạc vào phòng hóa thân. Oh.
Thank you.
Thank you.